Hai điều. Xét đấu đang diễn ra khá cân bằng. Man to serve. Người giao bóng sẽ là Shin Yanmen, tay vợt sinh năm 1998. Cơ hội để Shin Yanmen dứt điểm, tuy nhiên anh đã dứt điểm không thành công. 50 love. Shin Yanmen càng thi đấu càng bộc lộ sự thua kém về đẳng cấp so với người đồng đội Yan Sunhua, do đó mà bị đối thủ khai thác rất nhiều. Hầu như trong suốt trận đấu, hai tay vợt Yakharov và Ryo Noguchi không hề đánh bóng về phía Yan Sunhua mà chủ yếu tập trung ở vị trí của Shin Yanmen. Pha đánh bóng vừa qua cho thấy Shin Yanmen đang có dấu hiệu về tâm lý khi mà bị khai thác quá nhiều bởi đối thủ. Nỗ lực tuyệt vời của Ryo Noguchi và Yakharov, bóng vẫn còn trong sân. Bây giờ sẽ là pha đánh bóng. Tuy nhiên Noguchi đã mắc lỗi, một lỗi khá đáng tiếc khi mà trước đó anh và người đồng đội Yakharov đã nỗ lực tuyệt vời để cứu bóng. Chiến thắng trong pha bóng vừa qua thuộc về Shin Yanmen và Yan Sunhua. Như vậy là hai tay vợt hạt giống số 1 đang tạm thời vượt lên trong game đấu này. Out. This điểm số đang là 40-30. Điểm số đã được cân bằng 40 đều. Bây giờ sẽ là liên tục những pha tấn công về phía Shin Yanmen. Bóng vẫn còn. Rất ít cơ hội chạm bóng dành cho Yan Sunhua khi mà Yakharov và Ryo Noguchi chỉ tấn công một phía về phía Shin Yanmen. Rất đáng tiếc cho Yakharov. Chiến thắng đã thuộc về Shin Yanmen và tỷ số của set đấu thứ hai đang là 3-2. Ở những diễn biến tiếp theo sẽ là rất khó khăn cho Shin Yanmen khi mà anh đã bị tấn công và khai thác quá nhiều. Trong khi đó thì Yan Sunhua gần như là không có cơ hội chạm bóng.
Bây giờ sẽ là Yakarov. Những diễn biến quen thuộc thì Shin Yanmen sẽ là nhân vật chính. Rất khó khăn cho đôi vợt của Đài Loan, Trung Quốc trong những game mà Yakarov cầm quyền giao bóng. Noguchi đã bắt bài, một pha bắt bài để đánh bóng về phía của Shin Yanmen. Tuy nhiên, đáng tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Cơ hội cho Yakarov. Nỗ lực của Shin Yanmen bây giờ là Yan Sun Hua. Bóng vẫn còn, tuy nhiên Ryo Noguchi lại đánh bóng không qua lưới. Quá đáng tiếc cho tay vợt của Nhật Bản. Game đấu này rất khó khăn cho Noguchi và Yakarov khi đang cầm quyền giao bóng nhưng đã bị dẫn trước. Điểm số bây giờ là 15-40. Như vậy, trọng tài xác định đã có lỗi giao bóng kép của Yakarov. Chiến thắng thuộc về Yan Sun Hua và Shin Yanmen. Một game đấu giành chiến thắng rất quan trọng của đôi hạt giống số 1 và đã vượt lên dẫn 4-2 ở set đấu thứ 2. Bây giờ sẽ là game mà Yan Sun Hua cầm quyền giao bóng. Nỗ lực không thành công của Noguchi. Shin Yanmen đang bắt đầu bắt nhịp trận đấu tốt hơn. Pha dứt điểm không thành công của Noguchi. Phong độ của Noguchi và Yakarov đã bị chững lại ở set đấu thứ hai này sau set đấu đầu tiên có chiến thắng quá dễ dàng. Sẽ là
màn đấu tay đôi giữa Giang Xuân Hua và Ryo Noguchi. Vô Giang Xuân Hua đã đánh bóng không chuẩn xác. Như vậy trọng tài xác định Zakharov đã dứt điểm thành công. Một pha đánh bóng dọc biên rất tốt của tay vợt người Nga. Cơ hội để cho đội hạt giống số 4 bẻ được bàn cầm giữa bóng của Giang Xuân Hoa. Như vậy là game ngay Noguchi, sau khi để mất quét thì Zakharov và Noguchi đã giành lại quyền chiến thắng trong game mà Giang Xuân Hoa cầm quyền giữa bóng. Tỷ số bây giờ đang là 4-3 nghiêng về cho đội hạt giống số 1. Zakharov và Ryo Noguchi đang gặp khó khăn nhiều hơn ở set đấu thứ hai này. Tình huống dứt điểm nhẹ nhàng và chuẩn xác của Zakharov. Cơ hội để Noguchi và Zakharov sang bằng tỷ số ở set đấu thứ hai khi mà đang có lợi thế là những người cầm quyền giao bóng. Tertilov. Bóng đã đi ra ngoài. 40-0, ba cơ hội để cho hai tay vợt Noguchi và Zakharov giành chiến thắng. Như vậy là càng đi đến những giai đoạn cuối của giải quần vợt ITF M25 tại đại hội đăng cúp 2019 thì các trận đấu tại nội dung đánh đơn cũng như là đánh đôi diễn ra rất hấp dẫn và cân bằng hơn. Ở trận bán kết còn lại giữa game Noguchi Zakharov for game show gặp Samuel Beren và Billy Harris đang có ở set đấu thứ nhất với tỷ số là hòa 4-4. Còn trong trận đấu này, set đấu thứ hai cũng đang có tỷ số hòa 4-4. Fifty love. 15-0 ở game đấu thứ 9 đang nghiêng về phía hai tay vợt của Đài Loan. Một pha dứt điểm quá mạnh của Shin Yanmen. 15-15. Ở nội dung đánh đôi thì quần vợt Việt Nam có một đôi vợt rất mạnh và phối hợp rất ăn ý, đó là Lê Quốc Khánh và Lý Hoàng Nam. Tuy nhiên thì ở giải đấu tuần trước, Quốc Khánh và Hoàng Nam không thể thi đấu
do tay vợt kỳ cựu Lê Quốc Khánh đã bị chấn thương. Và ở giải đấu lần này thì Lý Quang Nam quyết định không tham gia đánh đôi để dành sức cho nội dung đánh đơn. Tuy nhiên rất tiếc là Quang Nam cũng đã bị loại. Một pha di chuyển không hợp lý của Noguchi. Pha di chuyển quá sớm của anh. Tận dụng cơ hội này thì Shin Yanmen đã ghi điểm. Shin Yanmen đã thi đấu tốt hơn sau khi liên tục bị khai thác trong trận đấu thứ nhất. Một pha bắt bài rất nhanh và đẹp mắt của Yan Xuân-hoa. Hai cơ hội để cho đội hạt giống số 1 kết thúc game đấu và vượt lên dẫn trước. Phong thái thi đấu của Yan Xuân-hoa là rất điềm tĩnh. Anh luôn nở nụ cười và vui vẻ trong các tình huống tấn công của mình, cũng như là khi đối phương ghi điểm trực tiếp. Lần này sẽ là những pha đánh bóng liên tục về phía của Shin Yanmen. Sẽ là màn đôi công giữa Shin Yanmen và Ryo Noguchi. Bây giờ là Noguchi rất chuẩn xác. 40 điều. Vừa qua đến lượt Shin Yanmen đã phạm sai lầm. Anh đã lên lưới và đánh bóng quá nhẹ, tạo cơ hội cho Noguchi dứt điểm thành công và cân bằng điểm số. Ở nội dung đánh đôi thì sẽ có lực bàn thắng vàng khi đến điểm số 40 giữa hai đối thủ. Một pha game Noguchi Sakharov của Shin Yanmen. Sakharov và Noguchi đã vượt lên giành chiến thắng 5-4 trong game đấu vừa qua. Một chiến thắng cực kỳ quan trọng của đôi hạt giống số 4. Đây sẽ là cơ hội để Noguchi và Sakharov có thể giải quyết trận đấu này khi mà ở game đấu tiếp theo sẽ là người cầm quyền giao bóng. Cơ hội để kết thúc trận đấu chỉ sau 2 set đấu và vượt qua đôi hạt giống số 1. Cơ hội sẽ là rất lớn cho Sakharov và Noguchi, bởi ở game đấu này thì Sakharov sẽ là người cầm quyền giao bóng. 15-0. 50-love. Đội hạt giống số 4 đang đứng trước cơ hội sẽ là người giành quyền vào trận chung kết sau khi loại đội hạt giống số 1. Hai pha đập bóng trên lưới rất nhanh của Ryo Noguchi. Rất ít khi mà Noguchi bỏ qua cơ hội khi anh được tạo điều kiện thuận lợi như vừa qua.
40-0 thì một pha dứt điểm trên lưới thành công nữa của Ryo Noguchi. Điểm match point dành cho đội hạt giống số 4. Ba cơ hội để cho Zakharov và Noguchi kết thúc trận đấu. Game set match Noguchi. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Đội hạt giống số 4, Alexei Zakharov và Ryo Noguchi đã giành chiến thắng với tỷ số 6-1, 6-4. Đội hạt giống số 1 người Đài Loan đã bị loại. Những diễn biến vừa rồi cũng đã kết thúc buổi tường thuật trực tiếp đài phát thanh truyền hình Tây Ninh các trận thi đấu tại giải quần vợt ITF M25 Tây Ninh Hải Đăng Cup 2019 ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các buổi tường thuật tiếp theo vào ngày mai ở nội dung đánh đơn bán kết và chung kết nội dung đánh đôi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt.